Hello tất cả bác đã đến với kênh Audio 77 nhé. Đây ngày hôm nay em lại lên sóng tất cả bác một cái lô loa. Một lô loa vừa mới cập bến cái hàng nó bác, và hiện tại đang trong quá trình vệ sinh. Nên em sẽ lên làm một cái video nháp, một cái video nhá hàng của tất cả bác luôn. Đây là một dòng loa LDH với cái model của nó là TQ10 các bác nhé. Đây là dòng loa TQ10 và gần như là dòng loa này phía sau thì không có thông số để cho mình đọc cả. Đấy, ok chưa? Mà lên website thì gần như đầy đủ. Lát này em sẽ cho tất cả bác cùng xem qua cái công suất cũng như là cái độ nhạy của dòng loa này. Đây là một đôi loa khá là ấn tượng cho một cái phiên bản full 25. Đấy, dòng loa này là loa 25 các bác nhé. Thì em sẽ báo giá luôn và báo giá nhanh cho tất cả bác luôn này. Đây là một dòng loa TQ10 của thương hiệu sử dụng toàn bộ driver của RCF. Loa này hiện tại bên em đang bán là 8.800.000 cho một đôi các bác nhé. 8.800.000 cho một đôi. Dòng loa sử dụng là dòng loa thùng cân, gỗ là gỗ bạch dương các bác nhé. Ê căng là ê căng nâu phía trước luôn. Đấy, hiện tại em đang trong quá trình vệ sinh các bác này. Và ngày mai em sẽ có một cái buổi live stream cũng như là một cái video hoàn hảo nhất, hoàn chỉnh nhất cho một cái dòng loa này. Thì con này nó là một cái đời TQ, con này là một đời sử dụng là đời bông tiêu bông xám lông chuột các bác nhé. Thì với những cái dòng bông này các bác đừng có nhầm lẫn nhé, không phải là đời nào cũng sẽ sử dụng bông xám lông chuột và không phải model nào cũng sẽ sử dụng là dòng bông xám lông chuột. Có thể là sử dụng bông màu đen, bông màu trắng hay là đời này những cái đời xám lông chuột các bác này. Đây là cái phần tần của dòng loa này các bác này, em cho các bác xem qua cái phần tần của nó này. Cuộn cản với cái cuộn cản của LDH này nó là một cái thương hiệu riêng rồi, lúc nào thậm chí cả những dòng nó full 30 hay là dòng full 25 những cái cuộn cản của bác rất là lớn các bác nhá, rất là lớn. Đó là cuộn cản của tép và sử dụng hai con tụ các bác này. Đấy, và sử dụng một chữ nhôm mạ đồng các bác nhá, sử dụng một chữ nhôm mạ đồng. Thì với cái dòng loa của LDH em không biết là cái model gì, nhưng mà đã nhắc tới LDH thì bên em luôn tự tin bao hành cho tất cả bác 10 ngày về các bác cứ chơi thoải mái lên chưa, ok chưa. Đây đấy, chạm sau của chạm phía sau của nó đây các bác nhá, trắng gương nhá, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, trắng gương cực kỳ là đẹp luôn. Và bọn em đang trong quá trình vệ sinh, đem cho tất cả bác cùng xem qua cái bát của cái dòng loa này. Đây đây là một cái bát sử dụng dòng từ trắng các bác nhá, từ trắng là các bác nhìn thấy năm trầm nó dày không, các bác nhìn thấy cái độ dày của cái năm trầm rất là dày đúng không ạ. Khá là dày và kinh khủng luôn. Tem bảy màu của RCF luôn này. Đấy, dây vẫn là chạm ngược các bác nhá. Dây của dòng RCF với cái dòng dâu, cái dâu nhện này nó là một cái gì, nó là một cái đặc trưng của RCF mà. Thiết kế nó rất là thô, gần như nó rất là thô, gần như là không có một cái sự bọc bạch gì trong đời các bác nhá. Đấy RCF này với những cái keo của RCF các bác đấy, keo họ dập máy lúc nào cái keo nó sẽ bị chờm nhau một tí. Đấy, đầy đủ thông tin số màng luôn các bác nhá. Đấy, số màng đầy đủ hết luôn. Ở đây sử dụng của tép của nó đây các bác này. Sử dụng của tép là CD350. Với những cái cụ tép của CD350 thì gần như đang được sử dụng trên những cái dòng loa bass 30 rất là nhiều. Đấy, thường thường những cái con tép CD350 của LDH họ sử dụng con này cực nhiều luôn các bác nhá. CD350 này đực trưng luôn. Đấy, với những cái dòng phiên bản cao cấp hơn của RCF thì nó còn sử dụng những con tép CD350. Đấy, phải loe hình tròn này các bác này, nhìn đẹp lắm. Đây em sẽ cho tất cả bác cùng xem qua cái thông số của cái dòng loa này đây các bác nhé, để các bác có thể hình dung kỹ hơn. Và em sẽ cho tất cả bác cùng đọc cái thông số này đây các bác này. Dòng loa LDH TQ10 đó nhá. TQ10 này, dòng loa màu nâu này. Dòng loa màu nâu này, đây thông số của em ở đây. Thì với dòng loa này độ nhạy của nó sẽ giải tờ nó sẽ từ 55 tới 20 kHz. Và cái độ nhạy của nó lên tới 97 dB các bác, 97 dB. Độ nhạy max của nó lên tới 127 dB các bác nhá. Độ nhạy liên tục của nó sẽ là 123, max của nó sẽ là 127. Và đây là một dòng loa full 30 full 25, nhưng mà nó cho một công suất phải tương đương với một dòng loa full 30. Đấy, một công suất của nó lên tới 300 W cho một quả. Max của nó lên tới 1400, tức là nó đánh một cái độ công suất của cái dòng này nó đánh tương đương với một đôi loa full 30 các bác ạ. Một đôi loa full 30 luôn nhá. Rất là đẹp. Loa này có trọng lượng là 13 kg. Thì với cái dòng loa này thì không có gì gọi như là sự khác biệt cho những cái dòng phiên bản LDH. Dòng này thì nó sẽ sử dụng hội nghị, quán bar, quán phòng trà, quán karaoke, mọi thứ đều được hết các bác nhé. Rất là đẹp. Và lô loa này em về được có 8 đôi, đúng có 8 đôi thôi. Nên là bác nào đang quan tâm, muốn thích thì liên hệ luôn chứ vậy theo số điện thoại phía dưới này. Loa này em đang bán là 8.800.000 đồng cho một đôi. Bác nào quan tâm, yêu thích liên hệ luôn nha các bác nhé. Cảm ơn tất cả bác rất nhiều. Nếu các bác thấy video hay, mình nghĩa cho xin like, một đô đăng ký kênh để mình những động lực ra những cái dòng sản phẩm tiếp theo phục vụ cho tất cả bác. Cảm ơn tất cả bác rất nhiều ạ. Xin chào tất cả bác.